Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn người yêu em. Thích không? Hoa đẹp quá. Mà anh này, ừ? Bạn bè em thì đều chồng con cả rồi. Em hỏi thật anh nhá, anh có yêu em thật không? Sao em lại hỏi như thế? Không yêu em, tại sao anh lại gắn bó với em 5 năm trời? Với lại, anh cũng đã bàn chuyện cưới xin với em bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng mà em... có một cái việc cắt tóc để cưới ý. Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh có chịu cắt đâu. Bố mẹ em đều là nhà giáo, ai cũng dị ứng mái tóc dài của anh. Tóc dài nhưng mà anh vẫn là người tử tế mà. Anh mà không cắt tóc là anh mất em thật đấy. À, anh nuôi tóc dài là vì một người phụ nữ. À, hay là em cùng với anh đi gặp người phụ nữ đấy nhá. Được rồi, anh cứ giữ mái tóc dài đấy cho người phụ nữ của anh đi. Huyền. Cái Huyền vẫn chưa có chồng cháu ạ. Hôm nào sang nhà cô chơi nhá. Mẹ ạ. Sao? Lại giận dỗi nhau rồi chứ gì? Con chia tay anh ý rồi, mẹ đừng nhắc đến anh ý nữa. Thật à? Này, mẹ bảo này, thằng Huy nó về nước rồi đấy. Nó vừa gọi điện hỏi thăm con đấy. Mẹ thì cứ làm như con ế không bằng ấy. Lấy được thằng Huy làm chồng là quá tốt rồi. Nó vừa đẹp dai, vừa thành đạt. Mà đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, không như cái thằng tóc dài của cô đâu. Thôi, cứ lên phòng đây. Người gì mà kiêu ngạo, cả tháng nay không thèm nhắn tin cho mình. Đã thế nhá, tôi lấy chồng cho mà xem. Alo, ai đấy ạ? Anh Huy ạ. Nhưng mà hôm nay em hơi mệt, không muốn ra khỏi nhà. Dạ vâng, vậy có gì hẹn anh lần sau. Dạ dạ, em chào anh. Alo. Huyền đây à, em có muốn thấy anh cắt tóc ngắn rồi không? Tôi nói cho anh biết nhá, bây giờ anh có cạo trọc ý thì tôi cũng không yêu anh nữa đâu. Với lại tôi sắp lấy chồng rồi, đừng có làm phiền tôi. Nhưng anh nghĩ trước khi lấy chồng, em nên gặp người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Được rồi, tôi cũng muốn thử xem cô ta có gì hơn tôi mà lại sai khiến được anh. Để xem cô ta có gì hơn mình. Cháu Huyền đi à?